có những người bị viêm lộ tuyến cổ tử cung mà họ không muốn diệt tuyến thì có những cái giải pháp nào khác đó không ạ? À? Khi chị em phụ nữ mà bị viêm lộ tuyến cổ tử cung mà không có muốn diệt tuyến, đó thì chỉ có một cách duy nhất là mình đặt thuốc và uống thuốc nếu cần thiết. Nhưng theo tôi khuyên thì ngoài cái đặt thuốc và uống thuốc ra đấy thì chị em nên sử dụng thêm cái nữ vương niu để tăng cái hiệu quả điều trị trong thời gian điều trị và cả khi sinh hoạt bình thường cũng nên sử dụng cái dung dịch phụ nữ phù hợp giống như thí dụ như nữ vương reo như vậy là khi mà chúng ta dùng nữ vương nêu và nữ vương reo thì chúng ta không cần dùng đến biện pháp diệt tuyến có phải không ạ tại sao lại như vậy cái viên nữ vương nêu nó sẽ tăng khả năng chống viêm và làm lành các cái tổn thương do viêm lộ tuyến và thậm chí sau khi diệt tuyến mình sử dụng cái nữ vương niêu nó cũng sẽ giảm cái nguy cơ tái phát lại vì nó làm lành cái vết thương nhanh hơn cái thứ hai nữa là gì cái nữ vương niêu nó giúp kiểm soát cái dịch âm đạo ổn định cái pH âm đạo do nên nó sẽ làm giảm nguy cơ viêm nhiễm cái thứ ba nó là tăng cái sức đề kháng của cơ thể tăng cái sức đề kháng của cái niêm mạc âm đạo lên nó cũng làm giảm cái nguy cơ viêm nhiễm lại thế và nó giúp giảm cái nguy cơ ung thư phụ khoa và các cái biến chứng do viêm nhiễm phụ khoa gây ra chính vì vậy nên dùng cái nữ vương niêu để đạt cái hiệu quả an toàn trong cái điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung đấy và sáu cái lợi ích khi mình dùng cái nữ vương niêu này để tránh phải nhiệt tuyến là gì thứ nhất đơn giản chỉ cần dùng cái đường uống là đã có cái hiệu quả tốt cái thứ hai nữa là nó làm cái tổn thương nhanh lành nhưng không có để lại cái sẹo sơ cứng ở cổ tử cung do đó cũng thuận lợi cho tất cả các chị em phụ nữ mà vẫn còn có nhu cầu có con cái thứ ba nữa là giảm cái nguy cơ lần thuốc vì nếu như mình đặt thuốc và uống thuốc lâu nó sẽ đưa đến tình trạng lờn thuốc và lờn thuốc thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả điều trị và bệnh dễ tái phát thứ tư là giúp cho cái tổn thương nhanh lành giảm thời gian kiêm khem nhờ cái tác dụng của imogama và cái kháng sinh thực vật cái thứ năm nữa là làm tăng cái sức đề kháng của vùng kín nhờ cái imogama và cái trinh nữ hoàng cung thế và cái cuối cùng là cái thứ sáu là gì nó rất là an toàn và hiệu quả vì sao vì đây toàn bộ vì thành phần của nữ vương niêu hoàn toàn là thảo dược ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 19001259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí của quý vị nhé